Rồi xin chào quý anh em mến kênh Bonsai VN. Đầu tiên cho phép quý anh em cho phép Bonsai VN là giới thiệu chút để quý anh em mình liên kết mua cây. Thì thứ nhất là tình hình là Zalo tại chặn 40 tin nhắn trong một tháng giới hạn thôi. Rồi ngoài ra thì anh em không thể tìm thấy qua số điện thoại Zalo. Một tháng vậy thì giới hạn là 40 người tìm thấy Bonsai VN thôi, nhưng mà mình khách hàng nhiều quá. Thì xin phép anh em là có thể gọi điện trực tiếp. Anh em gọi điện trực tiếp không được thì anh em mình nhắn tin SMS cho mình nha. Còn không thì mấy anh em mình tải ứng dụng Viber. Tải ứng dụng Viber, anh em nên xài ứng dụng Viber đi. Rồi anh em mình add số điện thoại của mình vô là anh em mình tìm kiếm. Ok, đó thì thứ nhất là anh em liên hệ về mình về số điện thoại Viber hoặc là gọi trực tiếp. Về số điện thoại Viber hoặc gọi trực tiếp về số điện thoại 093 241 1987. Mình đọc lại số điện thoại là 093 241 1987. Đó, thứ nhất là mình lên cái cây hàng Gary, hàng này hàng cánh sen nha quý anh em. Mà hiện tại thì nó đang kéo đọt nè. Cái dòng này dòng đọt xanh. Thì hàng này rất là hàng gọi là hàng khủng quý anh em, hàng zin nha, hàng zin, hàng đảo, hàng khủng luôn. Nó hiếm lắm. Ngay cây này thì mình mới sắp tay canh lại. Ép đất Nhật ok cho quý anh em luôn. Thì mình lên sóng này để cho quý anh em mình chuyển nhượng. Với giá nó kệ, nó cũng hữu nghị để quý anh em mình sở hữu những cái tác phẩm này để mình nuôi thêm. Bởi vì cái hàng đảo hiện tại bây giờ là nó là thuộc loại hàng ông nội đó quý anh em, hàng hiếm. Hàng này tay xương nó đây là khoảng được từ 3 đến 4 năm. Mình cũng mới chuyển nhượng nhập đội về thôi. Nay mình lên sóng. Thì anh em mình có cái sở hữu á thì alo. Nhưng mà các cái này mình không có đóng lũa nha. Nó muốn liền còn 60 rồi. Không đóng lũa. Chỗ đây. Đây thì nó bể một chút xíu nó cũng sao quý anh em. Mà sống. Nó sống hết, nó không có bị bể xuống đây đâu. Anh em ha. Nó như nó liền cốt. Cốt nó bự luôn quý anh em. Cốt nó to. Chỗ đây là 33. 34, 35. Cái hồn rễ, đế rễ của nó là khoảng 90. Đế rễ đây chảy đều nha quý anh em. Mình do ép đất Nhật á. Đế rễ chảy đều. Cây này kẹt đế nha quý anh em. Nên rễ người ta cắt xác lắm. Nó kẹt đé, người ta cắt nó nhìn nó cắt xét xét đây nè. Nó không có cắt dài ra, chả dài ra, cắt xét. Mà nó sống cũng một sự may mắn. Rất là to. Nó rí nè quý anh em. Nè, lé bình thường của nó nè, chút thế này nè quý anh em. Nó là xíu vậy này quý anh em. Này mới về là mình dụ mình kia phun đồ lên là để làm tay canh. Thì ít hôm nữa nó sẽ kéo dày y như cái cây đỏ cái thôi. Đó, thì quý anh em mình cần nhu cầu sở hữu á. Lấy điện thoại alo cho mình về số điện thoại 093 241 1987. Còn nếu anh em mình có cài ứng dụng Viber thì anh em mình add vô để mình xem cây, xem đồ, đo kích thước ha. Còn Zalo thì anh em có thể tìm có thì anh em add, còn không có thì thôi mình qua mấy ứng dụng khác để mình giao dịch, mình chia sẻ cũng như tư vấn với đi khách hàng nhu cầu tư vấn cũng alo về đó, alo về trực tiếp về số điện thoại 093 241 1987, hoặc là anh em mình số điện thoại Viber, số điện thoại của Viber cũng là 093 241 1987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Một cái tác phẩm hai châu lá rí rất là đẹp nha. Này, nhìn lá nè, trong này trồng cũng còn cánh sen nha quý anh em. Mai mốt nó kéo sen rồi anh em coi, mình nói chuẩn chăm hết cây có bảo hành đàng hoàng về trái về lá, bảo hành trọn đời cho quý anh em luôn. Mình hàng này là mình hàng tiễn về mình lọc về giá rất là cao rồi. Cây này ở Phú Yên mình đi lọc về giá rất là cao và mình về mình nuôi thêm. Cây này mình lên là để mình lên để mình làm clip dữ liệu để anh em mình có nhu cầu nhảy sở hữu chuyển nhượng thì mình chuyển nhượng lại, còn không thì mình tiếp tục mình nuôi nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều. Chúc quý anh em buổi chiều vui vẻ nha. Một tác phẩm hàng khủng. Đây, đọc lâu rồi. Nó mới có ngày hôm nay thôi. Giờ hôm nay mình đi tìm mấy góc đây chắc thôi bị hiếm đó. Khá hiếm đấy. Rồi, cảm ơn quý anh em rất nhiều.